quý vị, khoảng 13 giờ 45 phút chiều nay trên quốc lộ 46B đoạn qua huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, chiếc xe khách 24 chỗ biển kiểm soát 37B01329 do Nguyễn Văn Vinh điều khiển chở theo 15 hành khách chạy với tốc độ nhanh trong điều kiện trời mưa nặng hạt đã bất ngờ mất lái lao sang làn đường ngược chiều rồi lao xuống ruộng. Vụ tai nạn đã khiến cho 8 hành khách bị thương, trong đó 4 nạn nhân bị gãy xương sườn và xương đòn, một bệnh nhân nữ mang thai ở tuần 35 bị chấn thương cột sống thắt lưng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.